Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau chiến thắng áp đảo của tổng thống đắc cử Donald Trump, một bộ phận lớn người Mỹ đang tìm cách di cư ra nước ngoài để chạy trốn khỏi nhà lãnh đạo tương lai của họ. Dựa trên kết quả thăm dò hậu bầu cử của Edison Research, gần 3 phần tư người Mỹ tham gia khảo sát cảm thấy nền dân chủ của đất nước đang bị đe dọa sau khi ông Donald Trump thắng cử. Không chỉ vậy, họ còn lo lắng cho sự an toàn của chính bản thân mình. Sau khi các điểm bỏ phiếu tại bờ đông nước Mỹ đóng cửa vào ngày 5 tháng 11, dữ liệu từ nền tảng tìm kiếm thông tin Google ghi nhận lượt tìm kiếm chuyển đến Canada tăng vọt tới 1.270% trong vòng 24 giờ. Tương tự, các tìm kiếm về việc di cư sang New Zealand tăng gần 2.000%, trong khi những lượt tìm kiếm về việc chuyển đến Australia tăng 820%. Trước đó ngày 6 tháng 11, một quan chức không nêu tên của Google cho biết các lượt tìm kiếm về việc di cư sang ba quốc gia trên đã đạt mức kỷ lục. Theo số liệu từ trang web của cơ quan di trú New Zealand, khoảng 25.000 người dùng mới có địa chỉ IP từ Mỹ đã truy cập vào trang web này trong ngày 7 tháng 11, tăng 23.500 người so với cùng thời điểm năm 2023. Chỉ riêng tháng 7, Canada ghi nhận số người nộp đơn xin tị nạn lên đến 20.000 người, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số này đã giảm xuống còn khoảng 16.400 người vào tháng 9, nhưng vẫn ở mức cao. Tính đến nay, Ủy ban Di trú và Tị nạn Canada thống kê đã tiếp nhận hơn 250.000 yêu cầu và đang chờ xử lý. Ngoài ra, một số hội nhóm di cư khỏi nước Mỹ đã xuất hiện trên mạng xã hội với hàng trăm người chia sẻ các gợi ý về những điểm đến lý tưởng, mẹo xin visa và tìm việc. Giữa lúc Mỹ đang có nhiều biến động, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề cử giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, doanh nhân người Mỹ Vivek Ramaswamy cho vị trí lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE mới được thành lập. Tỷ phú Elon Musk và ông Ramaswamy là hai người ủng hộ nổi bật nhất từ khu vực tư nhân đối với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong thời gian tranh cử để trở lại Nhà Trắng. Theo thông báo được đưa ra ngày 12 tháng 11, theo giờ địa phương, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Ông Trump cho biết thêm, cơ cầu mới thành này sẽ cung cấp lời khuyên cũng như hướng dẫn từ bên ngoài chính phủ và công việc của cặp doanh nhân Elon Musk, Ramaswamy sẽ kết thúc vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Trong phản ứng đầu tiên sau khi ông Trump đưa ra thông báo đề cử, tỷ phú Elon Musk đã viết trên mạng xã hội X rằng đe dọa nền dân chủ, không, đe dọa bộ máy quan liêu. Trong một tuyên bố khác, tỷ phú Elon Musk viết, tất cả hành động của Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ được đăng trực tuyến để đảm bảo minh bạch tối đa khi nào người dân nghĩ rằng chúng tôi đang cắt giảm một điều gì quan trọng hoặc không cắt giảm một khoản chi tiêu lãng phí, hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng sẽ có bảng xếp hạng cho các khoản chi tiêu vô lý nhất từ tiền thuế của các bạn. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Donald Trump, tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ đảm nhận một công việc trong chính quyền với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ. Theo tờ Wall Street Journal, khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị quay trở lại Nhà Trắng, một cuộc đối đầu tiềm tàng đã được hình thành giữa ông và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Tâm điểm của cuộc chiến này là Jerome Powell, Chủ tịch Fed, người đã từng suýt bị ông Trump sa thải trong nhiệm kỳ đầu. Các chuyên gia cho rằng đây không chỉ là cuộc đối đầu mang tính cá nhân. Scott Alvarez, cựu cố vấn chung của Fed, từ năm 2004 đến năm 2017 nhận định, nếu Tổng thống mới thành công trong việc này, điều đó có nghĩa là mọi Chủ tịch Fed tương lai đều có thể bị cách chức theo ý muốn của Tổng thống. Trong nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Tổng thống, ông Trump sẽ đối mặt với những thay đổi trong mối quan hệ của mình với Fed theo hai cách quan trọng. Đầu tiên, ông Trump có ít cơ hội ngay lập tức để tạo dấu ấn của mình lên toàn bộ thể chế của Fed. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, với tư cách là tổng thống, ông đã có thể lấp đầy 5 vị trí trống trong hội đồng 7 người trong năm đầu tiên tại nhiệm. Bây giờ không còn vị trí trống nào trong hội đồng quản trị của Fed và chỉ có một ghế sẽ được mở trong 2 năm tới. Thứ hai, cố gắng loại bỏ chủ tịch Fed ngay bây giờ sẽ gây gián đoạn cho thị trường nhiều hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông cả lãi suất ngắn hạn do phép thiết lập và lãi suất dài hạn do các lực lượng rộng lớn hơn thúc đẩy đều cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, biến động lạm phát gia tăng có thể làm tăng triển vọng xung đột giữa Fed và Nhà Trắng của chính quyền ông Trump sắp tới nếu các chính sách mới gây lo ngại trong ngân hàng trung ương về lạm phát. Ví dụ, nếu cắt giảm thuế được tài trợ bằng thâm hụt hoặc một đợt thuế quan mới khiến các nhà đầu tư kỳ vọng lạm phát cao hơn, Fed có thể giữ lãi suất cao hơn so với trường hợp bình thường. Ông Michael Feroli, nhà kinh tế trưởng tại JP Morgan Chase cảnh báo thị trường sẽ phản ứng rất tệ nếu ông Trump cố gắng hạ bệ chủ tịch Powell. Mặc dù ông Trump từng tuyên bố có thể sa thải ông Powell, nhưng luật pháp Mỹ không ủng hộ điều này. Ông Powell còn được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Quốc hội Mỹ trong cuộc bỏ phiếu xác nhận nhiệm kỳ thứ hai của ông vào năm 2022. Các cố vấn của ông Trump cũng chia rẽ về vấn đề này. Ông Scott Bessent, nhà quản lý đầu tư và hiện là cố vấn của ông Donald Trump, từng đề xuất chiến lược bóng tối, công bố người kế nhiệm tiềm năng để làm suy yếu ông Powell. Tuy nhiên, gần đây ông Besse đã từ bỏ ý tưởng này sau khi nhận nhiều chỉ trích. Lịch sử cho thấy việc can thiệp chính trị vào Fed có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Chủ tịch Powell, người được cả chính quyền Obama và chính quyền Trump 1.0 bổ nhiệm trước khi được tổng thống Joe Biden tái bổ nhiệm, đã thể hiện quyết tâm bảo vệ tính độc lập của Fed. Ông từng tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ rời bỏ công việc này một cách tự nguyện cho đến khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào." Với nhiệm kỳ chủ tịch kéo dài đến tháng 5 năm 2026, ông Powell đang đặt nền móng cho một cuộc chiến pháp lý lịch sử nếu cần thiết. Theo ông Alvarez, chủ tịch Powell có khả năng sẽ thắng trong một vụ kiện như vậy. Một phần vì các nhà lập pháp đã nhiều lần quyết định không cho phép tổng thống có quyền tùy ý cách chức chủ tịch Fed. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã và đang nhanh chóng lựa chọn quan chức đảm nhiệm các vai trò chủ chốt trong chính quyền sắp tới của mình. Báo Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, bà Christine Noem, thống đốc bang South Dakota được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm người đứng đầu bộ an ninh nội địa DHS của Mỹ bà Noem sẽ tham gia chính quyền mới của tổng thống Donald Trump cùng ông Tom Holman người được ông Donald Trump chọn là ông chủ biên giới Nhà Trắng ông Stephen Miller người theo đường lối cứng rắn về vấn đề nhập cư sau khi tổng thống đắc cử nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 tuy nhiên khác với ông Holman và ông Miller vị trí của bà Noem cần được thượng viện phê chuẩn bà Noem 52 tuổi sẽ là người đứng đầu và thực hiện các chính sách của ông Donald Trump về nhập cư, bao gồm cam kết trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ. Một trong những vấn đề chính trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ 2 của tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas dưới thời tổng thống đương nhiệm Joe Biden từng bị chỉ trích về cách chính quyền xử lý vấn đề an ninh biên giới và sự gia tăng các cuộc vượt biên. Cụ thể hồi tháng 2, Hạ viện Mỹ đã luận tội Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa vì hai cáo buộc. Một là ông không thực thi luật nhập cư của Mỹ và thứ hai là đưa ra tuyên bố sai trái trước quốc hội. Chính sách nhập cư là một trong những vấn đề quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Donald Trump. Ông đã cam kết hoàn thành việc xây dựng một bức tường dọc theo toàn bộ biên giới và thực hiện nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người Mỹ ủng hộ việc hạn chế nhập cư. Ông Trump từng tuyên bố, ngay trong ngày đầu tiên trở lại phòng bầu dục, ông sẽ chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền tổng thống Joe Biden. Theo phân tích vừa qua của tờ New York Times về dữ liệu bầu cử sơ bộ, các con số cho thấy ông Trump đã giành được Nhà Trắng không chỉ vì ông đã thu hút được những người ủng hộ và thuyết phục được những người hoài nghi, mà còn vì nhiều đảng viên đảng Dân Chủ đã đứng ngoài cuộc bầu cử này. Cụ thể, tờ báo của Mỹ cho biết, cử tri tại các thành trì tự do trên khắp nước Mỹ, từ trung tâm thành phố đến các vùng ngoại ô, đã không đi bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris ở mức mà họ đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden 4 năm trước đó góp phần đáng kể vào thất bại của bà trước ông Trump. Theo phân tích của New York Times, các quận có chiến thắng lớn nhất của Đảng Dân Chủ vào năm 2020 đã trao ít hơn 1,9 triệu phiếu bầu cho bà Harris so với số phiếu bầu cho ông Biden. Ngược lại, theo phân tích của 47 tiểu bang, nơi phần lớn đã hoàn tất việc kiểm phiếu, các quận có nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa nhất của quốc gia đã trao thêm 1,2 triệu phiếu bầu cho ông Donald Trump trong năm nay. Sự sụt giảm này trải ra trên cả phương diện nhân khẩu học và kinh tế. Sự thể hiện rõ ràng nhất là các quận có tỷ lệ tăng trưởng việc làm cao nhất các quận có nhiều việc làm bị mất nhất và các quận có tỷ lệ cử tri có trình độ đại học cao nhất. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng giảm ở các nhóm vốn có truyền thống ủng hộ Đảng dân chủ, bao gồm các khu vực có nhiều cử tri Do Thái và cử tri da màu theo đạo Thiên Chúa. Ngoài ra, còn có sự sụt giảm cử tri dân chủ đi bỏ phiếu ở các thành phố quan trọng, bao gồm Detroit và Philadelphia, khiến bà Kamala Harris gặp khó khăn đặc biệt trong việc giành chiến thắng ở các bang chiến trường Michigan và Pennsylvania. Sự sụt giảm này là một sự thay đổi bất thường đối với Đảng dân chủ. Những người đã có động lực lớn sau chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump vào năm 2016 và đã đi bỏ phiếu với số lượng lớn trong ba cuộc bầu cử tiếp theo. Đáng chú ý, ở các vùng ngoại ô trên toàn quốc, có bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy ông Donald Trump đã thuyết phục thành công cử tri ủng hộ phe dân chủ của ông Biden, thay đổi quan điểm. Nhờ đó giành thêm được 1,3 triệu phiếu bầu so với 4 năm trước. Để đối phó với vấn đề này, Đảng dân chủ cho biết họ cần tìm ra cách thức mới để thu hút lại những cử tri đã mệt mỏi vì thông điệp chống ông Trump và mất lòng tin vào cả hai đảng. đang thay đổi chính sách để có thể chi hàng chục tỷ euro cho lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đang tạo áp lực, buộc EU phải tăng cường đầu tư. Theo các quan chức EU, thay đổi chính sách này sẽ áp dụng cho khoảng 1 phần 3 ngân sách chung của khối, tương đương 392 tỷ euro từ năm 2021 đến năm 2027, khoản tiền vốn nhằm giảm bất bình đẳng kinh tế giữa các nước thành viên. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có khoảng 5% quỹ này được sử dụng, trong đó các nước hưởng lợi nhất là Ba Lan, Italia và Tây Ban Nha. Theo quy định hiện hành, khoản tiền này không được phép dùng để mua sắm thiết bị quốc phòng hay trực tiếp tài trợ cho quân đội, nhưng được phép đầu tư vào các sản phẩm lưỡng dụng như máy bay không người lái UAV. Trong thời gian tới, các nước thành viên sẽ nhận thông báo rằng họ sẽ được linh hoạt hơn trong việc phân bổ quỹ để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và các dự án cơ động quân sự như tăng cường đường xá và cầu cống để đảm bảo sẽ tăng di chuyển an toàn. Điều này bao gồm cả việc cho phép tài trợ để tăng sản xuất vũ khí và đạn dược dù lệnh cấm sử dụng quỹ EU để mua vũ khí vẫn được duy trì. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu EC cho biết, quỹ có thể được sử dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng miễn là đóng góp vào sứ mệnh tổng thể là thúc đẩy phát triển khu vực, bao gồm cả khả năng cơ động quân sự. Được biết, Đức đóng vai trò then chốt trong khả năng cơ động quân sự của châu Âu do vị trí địa lý, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông của nước này đang trong tình trạng kém. Bộ Kinh tế Đức cũng ước tính rằng nước này cần chi gấp 165 tỷ euro cho đường bộ, đường sắt và cầu cống. Đức dự kiến sẽ nhận 39 tỷ euro quỹ từ nay cho đến năm 2027. Động thái này cũng được chào đón bởi các quốc gia ở biên giới phía đông EU, nơi đã tăng chi tiêu quân sự kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, trong khi một số nước chứng kiến sự sụt giảm đầu tư nước ngoài. Đầu năm nay, ông Donald Trump đã cảnh báo các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, rằng nếu trở thành Tổng thống, ông sẽ khuyến khích Nga muốn làm gì thì làm, nếu các nước thành viên liên minh không đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng. Theo đó, Ba Lan đặc biệt gây áp lực lên EC để tăng chi tiêu quốc phòng. Nước này đã chi từ 4,1% GDP cho quân đội trong năm nay, gấp đôi mục tiêu NATO và dự định đạt 4,7% vào năm 2025. Nhìn chung, các nước EU cho đến nay đã chi tiêu tương đối ít từ quỹ này vì ưu tiên sử dụng hàng tỷ euro từ quỹ phục hồi được cung cấp sau đại dịch COVID-19. Quỹ này sẽ hết hạn vào năm 2026. Việc chuyển hướng chính sách để tăng cường chi tiêu liên quan đến quốc phòng cũng sẽ được các nước đóng góp dòng vào ngân sách EU như Đức, Hà Lan và Thụy Điển hoan nghênh. Các nước này xem việc sử dụng quỹ hiện có là tốt hơn so với phát hành nợ chung hoặc cung cấp thêm tài trợ từ EU. Thay đổi trong chính sách của EU là khởi đầu cho việc liên minh sẽ tập trung đầu tư mạnh mẽ hơn vào ngân sách quốc phòng cho những năm tới.